mình đã bắp được hàng triệu view TikTok free cho video của mình, cũng như bạn bè, bằng cách làm rất đơn giản. Đầu tiên bạn bấm vào video cần bắp view, sau đó bạn bấm vào nút chia sẻ ở góc phải màn hình. Chọn sao chép liên kết, tiếp theo bạn vào trình duyệt web trên thiết bị di động và gõ tìm kiếm trang web tăng tương tác rẻ.com. Nếu chưa có tài khoản, thì bạn bấm vào đăng ký để tạo tài khoản. Do mình đã tạo tài khoản từ trước, nên sẽ đăng nhập luôn vào trang chủ. Sau khi đăng nhập thành công, bạn bấm vào nền tảng, chọn nền tảng TikTok, sau đó bấm vào phân loại, chọn bắp view TikTok. Tiếp theo bấm vào dịch vụ, chọn bắp view TikTok server 644. Tiếp theo bạn dán link sao chép được ở đầu video vào mục link liên kết video TikTok, sau đó bạn chọn số lượng view TikTok free cần bắp, mình chọn bắp 10.000 view. Admin web sẽ tặng 10.000 view TikTok, tương ứng với 35 đồng, cho tất cả các bạn like và để lại comment ở video này. Bạn đọc kỹ mô tả server, sau đó bấm vào nút đặt hàng là bạn đã bắt view TikTok free thành công.